đứng lên, ngồi xuống thử coi, đứng lên. Rồi anh rửa tay đi, xà bông rồi đó. Có đâu, tắt hết rồi. Mình có thêm là gì nữa? Cái này đi. Bây giờ ai hai chị này lại nữa, chỉ tiếp làm ngủ bội tâm tình. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi vậy đó. Quay vô rồi. Rồi, mình xuống đây. Rồi, phát biểu đi. Dạ, nó nhẹ. Hết mỏi. Hết mỏi hả? Dạ, hết mỏi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.